Chào các em, bây giờ đề bài yêu cầu là in ra một cái tam giác, hình tam giác sao như thế này. Thì bây giờ các em sẽ viết chương trình nó như thế nào để in ra được một cái. Như vậy cái bài này thì đơn giản, nó chỉ ban đầu ấy. Bữa sau ta sẽ có cái dùng vòng lặp, nhưng hôm nay ta chỉ dùng cái lệnh vào ra dữ liệu. Thế thì mình chỉ cần print nó lên là được rồi. Mở một cái trang mới ra. Các em chỉ cần print nó lên. Print nó lên và hình dáng của cái. Đây, nó giống như thế. Thôi sao bây giờ các em thử chạy xem. Rồi, lưu lại cái tên là tam giác sao. Python. Rồi, đây các em này. In ra luôn. Chỉ đơn giản như vậy. Đây là các em sử dụng cái lệnh xuất dữ liệu thôi nhá. Còn hôm sau các em sẽ sử dụng thêm cái vòng for để các em in ra cái tam giác này. Thì số lệnh print này nó chỉ xuống còn một thôi. Nhưng hôm nay á, các em chưa biết dùng. Mình đang còn yêu cầu in ra cái gì thì các em chỉ cần xếp cái hình và in ra đúng như thế. Nó sẽ ra được kết quả đây các em này. Đơn giản thế thôi nhá.